Anh chàng này cũng quá xui xẻo rồi. Năm anh 8 tuổi đã lén lái đi một chiếc xe giải thưởng, bên trong đó có chứa tận 10 triệu đô. Đợi đến lúc anh cầm chi phiếu đến ngân hàng đổi tiền mặt thì đã bị bắt ngay tại trận. Trên tòa, thẩm phán long trọng giới thiệu luật bảo vệ trẻ vị thành niên, chính là để bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi mấy hành vi ngu ngốc này. Thẩm phán phán một cách ngắn gọn dễ hiểu, 8 tuổi có tội vào trại cải tạo 7 năm đi nhóc con và từ đó cũng bắt đầu hành trình phạm tội của anh. Năm 18 tuổi anh cướp một chiếc xe chở tiền, bắn hết một thanh đạn mà vẫn không trúng được cú nào, nhân viên vận chuyển ngây cả người. Lần này thẩm phán nói với anh, nếu như ngu ngốc mà có tội thì anh sẽ phải chịu tù chung thân, khuyên mãi 11 tháng 11, phán 3 năm tặng thêm 3 năm nữa. 24 tuổi anh lại cướp xe cảnh sát và rồi lại gặp thẩm phán lần nữa. Lần này ông tặng thêm ưu đãi cho anh, phán 3 năm tặng 4 năm. Chớp mắt tóc xoăn đã 31 tuổi và được thả, lần này anh muốn cảm ơn thẩm phán cho đàng hoàng, cảm ơn tình cảm bao nhiêu năm nay của ông. Nhưng khi anh gọi điện đến tòa án mới biết thẩm phán đã chết được 3 ngày rồi. Tóc xoăn buồn bực đến quán bar uống rượu giải sầu. Trên báo anh nhìn thấy con trai của thẩm phán muốn làm lễ truy điệu cho cha. Trong buổi lễ, cậu con trai thừa kế lại tài sản của cha và trở thành một phú ông thực thụ. Cậu con trai đang nợ nần ngập đầu còn xem như lẽ đương nhiên. Tóc xoăn mở cửa xe của cậu ta một cách dễ dàng, cũng không biết trong cái bình nhỏ đó chứa gì, chỉ thấy anh ta xịt liên tục. Thật sự không còn gì để lấy được nữa, anh bèn tặng cho cậu ta mấy ngụm đờm chất lượng. Cậu con trai uống thử một hớp, sao lại thấy cay cay nhỉ? Để giảm bớt vị cay trong miệng, anh ta liền ngân nga theo nhạc. Nhưng vì hát quá hăng, bệnh xuyễn của anh ta đã tái phát. Anh ta vội chụp lấy bình xịt nhưng nó đã bị tóc xoăn xịt hết rồi, anh ta vội lao thẳng vào tiệm thuốc. Bởi vì không phát ra tiếng được nữa, anh ta chạy đến bới tung cả kệ thuốc, ông chủ còn tưởng là cướp nữa chứ. Cậu con trai tìm được bình xịt, vừa hít được một ngụm bà chủ đã cầm súng ra. Anh ta vội đưa bình xịt lên, ông chủ còn tưởng thứ anh ta đưa lên là súng nữa chứ. Lúc này tóc xoăn cũng góp vui, bà chủ sợ đến mức bắn thủng một lỗ trên trần nhà. Trên tòa, anh con trai nhìn thấy là người quen đang định đến mắc nối, nhưng thẩm phán vừa thấy là con trai của thẩm phán cũ bèn phán 3 năm tặng kèm thêm 2 năm nữa. Lúc này ngay cả luật sư So Goodman cũng không thể cứu nổi anh. Tóc xoăn bật cười thành tiếng. Người trong hội đồng vốn đã bất mãn với cậu con trai, bèn quyết định bàn quan ngồi nhìn xem tình hình phát triển thế nào. Nhìn thấy cậu con trai bị đưa lên xe, tóc xoăn cũng không quá hài lòng, kẻ thù của anh không nên để người khác chế ngự. Thế là anh tự mình báo cảnh sát để cảnh sát bắt mình lại. Trên tòa, thẩm phán phạt anh 3 năm tù giam. Nhưng thế là chưa đủ, anh mặc cả với thẩm phán. Sau một hồi mặc cả, anh bị phán chung thời hạn với cậu con trai kia và bị giam chung một nơi với anh ta. Cuối cùng tóc xoăn cũng đã đuổi kịp chuyến xe hơi 8 tầng đường số 2 của cậu con trai. Trên xe tóc xoăn chủ động bắt chuyện với anh ta, điều này khiến cho anh ta thấy rất ấm lòng, còn tưởng là gặp được người tốt nữa chứ. Đến nhà giam tóc xoăn quen thuộc như được về nhà, vậy anh dùng tiền mua chụp cảnh ngục một cách điêu luyện, anh muốn ở cùng phòng với cậu con trai kia. Cậu con trai vốn là một phú hào nhưng lại bị hãm hại đưa vào tù. Do mới lần đầu vào tù, vừa bước vào phòng anh ta đã ngồi bệt xuống khóc lớn. Tóc xoăn nói với anh ta muốn tồn tại được ở đây khí thế phải mạnh mẽ, cậu con trai liền lộ ra vẻ mặt lâm ly bi đát. Lúc ăn cơm đột nhiên có đánh nhau, cảnh ngục hỏi là anh đã làm đúng không, cậu con trai liền nhìn về phía tóc xoăn. Tóc xoăn liền liếc mắt, cậu con trai liền lập tức chỉ sang người da trắng, người kia lập tức bị nhốt riêng. Đợi đến khi về phòng, tóc xoăn nói với anh ta, ở trong tù kiêng kỵ nhất chính là mách lẻo, lần này cậu chết chắc rồi. Không phải là anh bảo tôi khai ra à, ý tôi là cậu đừng có nói gì cả. Phải nói nhà tắm là sự tồn tại đáng sợ nhất ở trong tù. Cậu con trai vừa bước vào, anh da đen đã đi đến muốn rủ anh ta chơi đấu gà. Tóc xoăn đi tới nói, đây là gậy riêng của tôi, các người đều cút sang một bên đi. Cuộc báo thù giờ đây mới chính thức bắt đầu. Tóc xoăn sắp xếp dịch vụ chọn gói cho anh ta, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào đều được massage mặt, trong suất cơm còn tặng kèm cả vài anh bạn nhỏ, lúc đi tắm thì được anh da đen hỏi thăm. Cậu con trai rất tuyệt vọng, bèn viết hết những chuyện đã xảy ra trong tù vào nhật ký. Bút chì của anh không tồi, chỉ là có hơi ngắn rồi đấy. Cậu viết đủ đi, tôi phải dùng đến cách đặc biệt mới có thể đưa vào đây đó. Anh chàng da đen vẫn không chịu bỏ cuộc, bèn tìm đến tóc xoăn, muốn bao nhiêu thì ra giá đi. Chân ái không thể tính bằng tiền, vậy nên chỉ đổi bằng 4 gói ma túy là được rồi. Anh da đen nhìn dáng vẻ yêu nghiệt của cậu con trai kia đành cắn răng đồng ý. Cậu con trai bị đưa đến phòng của anh da đen. Anh da đen nhiệt tình mời mọc, cậu con trai sợ đến run rẩy cũng chỉ đành ngồi xuống. Lần này anh da đen lại không hề làm gì cả, anh ta cảm thấy còn tận 5 năm, từ từ để vun đắp tình cảm cũng được, hai người chỉ chạm nhẹ mũi mà thôi. Hôm đó vừa tắm xong, cậu con trai nhận được một tin dữ, anh da trắng hôm trước bị nhốt riêng đã được thả. Cậu con trai muốn tìm anh da trắng để giải hòa, không có thứ gì mà một câu xin lỗi không giải quyết được, nếu như có thì thêm lần nữa vậy, tóc xoăn chúc anh ta mã đáo thành công. Anh ta vừa xin lỗi xong lần một, anh da trắng đã cho anh ta một nĩa, anh ta cảm thấy chắc phải cần thêm lần nữa, kết quả anh nhận được cả hai cái nĩa. Như vậy rõ ràng là anh da trắng không hề có ý định tha cho anh ta chỉ đành đi tìm anh da đen để được an ủi. Hôm đó anh da trắng lại đến tìm anh ta, vừa đến đã cho anh ta một trận.
cậu con trai đã mách lẻo nên đối phương ghi thù muốn dồn anh ta vào chỗ chết, không ngờ lại ăn phải vài dấu chân lên mặt. Trong lúc đánh nhau, một cây kim rơi ra, anh da trắng còn tưởng là thuốc kích thích, cậu con trai bèn nhanh chóng tương kế tự kế, đó là kim cuối cùng của tôi rồi, xin anh đừng lấy đi mất. Anh da trắng nghe vậy thì đâm thẳng vào cánh tay và rồi đã lập tức đi lãnh cơm hộp. Vốn dĩ cậu con trai vì sợ sẽ bị ngược đãi đến chết nên đã chuẩn bị sẵn thuốc để tự kết liễu. Lúc anh ta kéo thi thể của anh da trắng kia ra, tất cả mọi người đều sợ hết hồn, không ngờ đại ca tàn bạo nhất lại bị giết chết mất rồi, rốt cuộc tên này lợi hại đến thế nào đây. Từ đó cậu con trai cũng trở thành đại ca của nhóm người da trắng. Anh da đen vẫn còn thương nhớ cậu con trai kia, nhưng cậu con trai bây giờ to gan hơn đã biết chống trả. Anh da đen rất thất vọng về anh ta, bèn quyết định sử dụng bạo lực, nhưng lúc mấu chốt vẫn không nỡ xuống tay. Hai người xin lỗi lẫn nhau, đang định ôm nhau giải hòa, nhóm người da trắng còn tưởng đại ca của mình bị bắt nạt, liền xông đến đánh cho anh da đen một trận. Cảnh ngục nghe tiếng đánh nhau thì chạy đến, nhìn thấy bên nào cũng không dễ dây vào, bèn bắt lấy anh chàng tóc xoăn đang đứng một bên. Mày, tóc xoăn, bị cấm túc. Sau 3 tuần bị cấm túc, cả nhà tù đã thay đổi, cậu con trai trở thành đại ca của cả nhà tù, suốt ngày dẫn mọi người đi luyện thái cực quyền, không thì cùng mọi người luyện diễn kịch nói. Đám cảnh ngục xem xong thì cảm động đến nước mắt tèm nhem. Tóc xoăn vốn định giày vò anh ta, không ngờ lại để anh ta trở thành đại ca của cả nhà tù. Vốn định ở tù chung với anh ta 5 năm thì anh ta lại vì có biểu hiện tốt nên được phóng thích, tóc xoăn tức điên lên. Hôm trước ngày cậu con trai được phóng thích, tóc xoăn cầm theo thức uống đến tìm anh ta. Sau khi nốc nguyên một ngụm, anh ta liền ngã thẳng xuống đất. Ngày hôm sau tại phiên điều trần phóng thích, trán anh ta viết dòng chữ thuốc trắng và thế là lệnh phóng thích bị bác bỏ. Về lại phòng giam, hai người lao vào đánh nhau, mày cho tao mấy cước thì tao trả mày mấy đòn. Tóc xoăn cũng không giấu giếm, không giả vờ nữa, tao lật bài ngửa luôn. Tao đây muốn chỉnh chết mày để mày phải trả giá thay cho bố mày. Cậu con trai cũng bùng nổ. Và rồi cảnh ngục đi tới. Để cho công bằng, họ sắp xếp cho hai người quyết đấu, mọi người đua nhau đặt cược. Cảnh ngục cũng đã tính xong tỷ lệ, anh da đen đã được phóng thích nên đến thăm cậu con trai. Anh ấy rất muốn cứu cậu con trai ra ngoài, cũng không phải là không có cách nào, chỉ là anh phải chấp nhận làm con trai tôi. Bởi vì có điều luật quy định, con trai có quyền thừa kế và quản lý trong hội đồng. Thời gian quyết đấu cũng đã đến, hai người xuất hiện trong tiếng reo hò của mọi người. Cậu con trai thẩm phán rút từ trong tất ra một cây rìu. Tóc xoăn thì xé luôn cả áo tù, một cây phi đao đã tiễn đưa một vị khán giả may mắn. Tóc xoăn nhặt dao lên, đâm mạnh vào ngực con trai thẩm phán nhưng dao bị gãy mất. Thì ra anh ta đã chuẩn bị rất đầy đủ. Tóc xoăn lấy ra một ống tiêm, anh kia cũng có một ống, hai người đều tặng cho người kia một mũi, kết quả là đều đi lãnh cơm hộp. Trong tang lễ, anh da đen rất đau lòng, đợi mọi người về hết, anh ấy bắt đầu quật mộ lên. Thì ra cậu con trai thẩm phán không hề chết, anh ta đã mua một loại thuốc có thể chết giả trong 3 ngày. Còn anh da đen thì cầm tiền đi mua trục pháp y. Con trai thẩm phán đứng lên, nhìn sang mộ tóc xoăn, rốt cuộc có nên đào lên không? Sau một hồi thảo luận, họ quyết định đào. Hai người bắt tay làm hòa. Cuối phim, anh da đen, con trai thẩm phán và tóc xoăn sống một cuộc sống hạnh phúc dài lâu. Hey, mọi người thấy video thế nào? Hãy cho Thỏ biết ở bên dưới phần bình luận nha. Còn nếu mà mọi người thấy hay thì hãy cho Thỏ một like và một subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình trong những video sắp tới nha. Cảm ơn mọi người.